Tôi Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay Và trong chương trình phát sóng kỳ này chúng ta sẽ được theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Vực sâu hôn nhân được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi cúi gằm mặt, lắng nghe lời chỉ trích mắng mỏ của dì Nam. Bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình Tôi vô tâm và tàn nhẫn tổn thương người khác như thế, rồi lại khoác lên trên mình lớp áo của kẻ bị hại, ngụy biện rằng tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình khỏi sự tổn thương. Người như tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Dì Nam vừa mới nói xong, chiếc đèn màu xanh trên cửa phòng cấp cứu tắt ngấm. Đoàn bác sĩ cấp cứu kéo nhau ra ngoài. Người phẫu thuật chính dặn dò các y tá. Chúng tôi đều không dám làm phiền chuyên môn của họ, nên đợi hai người Nói chuyện xong mới dám tiến lên Hỏi tình hình của Vũ Dì bác sĩ hay dày dày thái dương Nói Tình hình bệnh nhân hơi nghiêm trọng một chút Cần đưa vào phòng vô trùng theo dõi sau Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng sát sao Để thông báo cho gia đình Mọi người nghỉ ngơi một lát đi Giờ phút này chẳng có bất cứ ai Có tâm trạng nghỉ ngơi cả Tôi mấp máy mùi Hỏi thêm thì bị dì Nam cắt ngang Cô chị đi về cho đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi Hoàn toàn không hề liên quan đến cô Nếu như cô còn có tí lương tâm Sau này đừng dây dưa với con tôi nữa Vì à con Cô chỉ mang đến cho nó toàn đau khổ thôi Coi như cô tha cho bà già này có được không Nhìn thấy cô bây giờ tôi thấy tức giận Cô muốn thấy tôi chết sớm mới vừa lòng hả Còn không có ý đó Dì Cút Dì Nam càng nói càng thêm giận dữ mà mẹ tôi thấy to tiếng cũng đã chạy lên trên này xem. Tôi không muốn bà lo lắng, càng không muốn dì Nam thêm xúc động trong lúc đang đau đấu về tình trạng của Vũ. Đành phải nghe lời rời khỏi bệnh viện. Tôi lướt qua cánh cửa phòng bệnh của anh, người tôi yêu. Anh đang ở trong đó, sống chết không rõ. Mà nguyên căn của tất cả những gì anh phải chịu chính là tôi. Cảm giác dây dứt không cho phép tôi ở nhà dưỡng bệnh lâu. Ngày đêm hôm ấy tôi đã bắt xe lên bệnh viện. Dì Nam vẫn không cho tôi vào thăm anh. Chú Tây bên cạnh cũng chỉ có thể gật đầu ái ngại. Nhưng bà vẫn để cho bạn bè của Vũ và Thư vào với anh một lát. Chẳng có gì bất lực bằng người mình quan tâm đang ở trong phòng bệnh. Nhưng ngay cả từ cách vào thăm non tôi cũng không có. Tôi muốn xin lỗi anh. Muốn nói rằng tôi thích anh rất nhiều. Đều không thể làm được. Vũ, anh nhất định phải bình an đấy Tôi đặt miếng bùa bình an Mà Vũ đã lấy từ trên chùa Trong một chuyến tham quan vào tay Rồi chấp hai tay vào nhau Để cầu nguyện cho anh Tôi chưa từng tin vào thần Phật Thậm chí tôi còn mỉa mai Nếu trên đời này cầu nguyện mà thành sự thật Thì làm gì có nhiều người Đau khổ đến như thế Nhưng mà giờ phút này Ngay cả bản thân tôi Cũng chỉ biết cầu nguyện Suốt mấy ngày như thế Vũ vẫn chưa tỉnh Tôi gần như dành nguyên cả ngày ở bệnh viện Chỉ để dõi theo anh Ở một chỗ xa xôi Nơi mà mẹ anh không nhìn thấy Để tức giận mà đuổi tôi đi được Tôi chỉ trở về dài tiếng Vào buổi tối để thăm con gái Nhưng những lúc đặt lưng lên giường Cũng toàn gặp ác mộng Trong những giấc mơ đó Vũ quay lưng về phía tôi Đi xa dần Tôi quờ tay muốn ôm lấy người con trai kia Chỉ chạm được vào giặc áo của anh anh biến mất giọt nước mắt của tôi cũng rơi xuống thấm ướt một mảng gối mấy ngày như vậy đã dắt kiệt sức lực của tôi mẹ quá đau xót con gái bắt tôi phải ở nhà một ngày dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm mà khuyên nhủ còn muốn vũ tỉnh lại thấy con đổ bệnh sao con còn phải giữ sức khỏe để chờ thằng bé tỉnh dậy nữa chứ thế là tôi lại ra sức nuốt cơm vào bụng dù rằng không còn một chút khẩu vị đồ ăn ngon đến đầu đối với tôi cũng như đang nhai rơm. Nhưng mà ít nhất tôi cũng đã ăn được và ngủ được. Tôi tiếp tục đến bệnh viện nơi Vũ nằm vào sáng hôm sau, sau khi đã nghỉ một ngày dài. Nhưng mà khi đến phòng bệnh của Vũ, tôi không thấy mẹ anh đâu cả. Hơn nữa trước cửa phòng bệnh đã có người khác chờ, một người mà tôi chưa từng gặp trong những lần lén theo dõi tình trạng của Vũ. Tôi đánh bạo mở cửa, thì người đó ngăn lại chị tìm ai thế tôi vào thăm bệnh nhân ở phòng này anh ấy bị tai nạn ý chị nói là anh luật sư bị tai nạn ở phòng này đúng không anh ấy đi rồi anh ấy đã đi cô gái đó nói rất nhiều nhưng mà tôi chỉ nhớ được bốn từ đấy thực sự lúc đó tôi không còn giữ được bình tĩnh hay là một chút lý trí nào cả cho nên tôi gần như phát điên khi nghe người ta nói rằng vũ đã đi anh ấy đi từ lúc nào? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn bỏ lại tôi như thế? Anh ấy vừa mới xuất viện sáng nay, không ai nói với chị sao? Cái gì cơ? Ý em là... Sao vậy? Anh ấy xuất viện rồi. Cô gái lặp lại. Trái tim đang trèo trên cầu rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ. Tôi cứ tưởng rằng may mà tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không chẳng biết rằng tôi sẽ sống tiếp quãng đời về sau như thế nào nữa. Cảm ơn em. Mặc dù nhận được tin vui, nhưng mà tôi vẫn phải rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng nặng nề. Biết được anh bình an là một lẽ, còn muốn gặp được anh, đối với tôi vẫn là một việc cực kỳ khó khăn. Vì Nam sẽ không cho phép tôi bán mạng đến gần con trai mình, dù chỉ một bước, mà tôi cũng chẳng muốn làm anh ấy khó xử. Tin nhắn tôi gửi cho Vũ, vẫn chưa có người đọc. Suốt mấy ngày anh nằm viện, tôi đã không ngừng nhắn tin vào số máy anh, chúc anh mau tỉnh lại, nói tôi nhớ anh già giết, hối hận ra sao, nói tôi đã yêu anh mất. Ngày bình thường chỉ cần nhận được cuộc gọi từ tôi thôi, Vũ sẽ bắt mấy ngày, nhưng giờ đây, mỗi tin nhắn gửi đi đều đổi lại sự im lặng, vô dòng dài đằng đẵng. Sự im lặng này làm cho tôi suy sụp. đến khi về đến nhà rồi vẫn chưa lấy lại được tâm trạng đến đầu khu phố. Tôi thấy mấy nhân viên dọn nhà đang chuyển đồ đạc lên xe. Mẹ tôi chạy ra từ trong nhà, ngập ngừng nói. Con biết gì chưa? Dạ. Vũ nó bán căn hộ đây rồi. Thằng bé chuyển đồ đạc đi mất rồi. Tình tức ập đến như sét đánh ngang tay. Tôi mất bình tĩnh quay đầu lại, cắm đầu chạy, hồng đuổi theo chiếc xe dần chuyển kia. Chiếc xe ô tô tải rồ máy đi thẳng, bất chấp tiếng gọi của tôi. Nhìn thấy chiếc xe lăn bánh, thử nó nghiến lên không phải mặt đường mà là hy vọng của tôi. Trong giây phút ấy, tôi đã có linh cảm rằng ngày hôm ấy là ngày cuối cùng chúng tôi gặp mặt. Từ nay cách xa nhau dạng dặm, không thể chung đường chung lối. Tôi vẫn không gặp vụ suốt mấy ngày, anh như bốc hơi khỏi cuộc sống. Nhiều lúc nhìn lên trên trần nhà tôi tự hỏi những gì đã xảy ra có phải là một giấc mộng hay không nhưng cần đào rõ ràng như thế dấu ấn mà anh để lại trong tâm khảm tôi hằng sau như vậy dù có lừa mình dối người tôi vẫn phải công nhận một điều rằng tất cả những gì xảy ra đều là sự thật tôi đã từng có được hạnh phúc rồi tự tay làm nó dụt mất bởi sự ích kỷ của bản thân ngay cả khi tôi đến công ty dì Nam cũng nhất quyết không muốn gặp Bà bàn giao toàn bộ công việc ở công ty cho chị Huệ. Kể cả việc thua việc của tôi. Ở công ty này chưa lâu, đồng nghiệp có người thế này thế kia. Áp lực công việc nặng nề. Nhưng mà tôi đã coi nơi này là nhà, là nơi phấn đấu từ lâu. Quyết định của dì Nam khó lòng lây chuyển được. Nhưng tôi vẫn xin chị Huệ thêm một tiếng để chỉnh lý lại báo cáo đi Mộc Châu một lần nữa. Em vẫn muốn gửi cái này lại cho giám đốc chị chuyển lời giúp em chị huệ nghe xong điện thoại thì khó khăn trả lời cô nói em đi mau mau công ty không cần có em vẫn có thể phát triển được cô còn nói nói gì chị có thể nói với em không em có thể chịu được hết cô nói không cần sự giúp đỡ của kẻ ăn cắp chị cũng biết em không làm điều đó hơn nữa nếu nhà ăn cắp Em cũng không thể sao chép yên nguyên từng chữ của người ta như vậy Chị... chị cũng không rõ nữa Đây là quyết định của giám đốc Chị cũng không thể nào can thiệp được Chị thực sự rất tiếc một người đồng nghiệp như em Tôi thấu hiểu mang theo đồ đạc của mình rời khỏi công ty Bố mẹ vẫn chưa biết về lần mất việc này nên thấy tôi trở về Ông bà rất lo lắng Tôi bày tỏ rằng mình không sao cả Đưa tạp về xuống bếp nấu cơm trưa cho cả nhà nhưng một người đã xuất hiện Làm sự kiên nhẫn cuối cùng trong ngày của tôi biến mất Mẹ chồng của của tôi đến vào lúc giữa trưa Tôi cứ chăm chú vào điện thoại nên không để ý lắm Khi ngước lên thì thấy gương mặt bơ phờ của bà sấn vào người mình Con trai tao bị như thế mà vẫn còn tâm trạng ở đây nấu cơm sao? Tôi dừng tay lại Thật lâu vẫn chưa biết cần phải trả lời bà như thế nào đây Bà là người làm cho tôi mệt mỏi bấy lâu nay nhưng lại là người lớn, tôi không thể đuổi bà ra khỏi đây. Tiếp chuyện dài dòng với bà thì càng không. Tôi im lặng lâu đến nỗi bà phải gắt lên. Mày khinh tao đấy hả? Rốt cuộc nhà tao tạo nghiệp gì? Mà có con dâu như mày, mày, mày tự tay tống chồng mình vào tù, mày không sợ bị xuống 18 tầng địa ngục sao? Linh mới là con dâu của bác. Tôi thông thả, mời bà uống một cốc nước. Nếu như bác không biết địa chỉ của ấy Cháu có thể gửi À cháu quên mất Linh lại sang nước ngoài mất rồi Nghe nói còn bán một phần cổ phần Mà cô ấy có trong công ty nhà bác nữa Có vẻ cô ấy cũng không muốn trải qua Giàn nạn, hoạn nạn cùng với anh Nghị Người duy nhất Từng cam chịu trải qua Hoạn nạn cùng với con trai bà Chính là tôi Người đã bị chồng mình ép vào con đường tuyệt vọng Cũng chính là tôi đây Tranh cướp một hồi như thế Cuối cùng chỉ có tôi là người tự do Nếu như bác đến đây Với tư cách là khách ăn cơm Thì cháu sẵn sàng phục vụ Nhưng nếu muốn đến đây nói chuyện Thì để cháu gọi cho ban quản lý Bác đừng có nói thêm nữa Bức án của con trai bác Phụ thuộc rất nhiều Và lời khai mà cháu sẽ nói trên tòa đây Tôi nói rồi bỏ vào trong Cảm giác trả thù thành công Chẳng khiến cho tôi khơi dậy một niềm vui nào cả Bà nhàn nấn ná thêm một lát Chắc đang phần dần không biết Có nên làm tới hay không Nhưng rồi thấy tôi không cam tâm Bà ta lại dùng dằn quay về Tôi ngồi giấm dứt không chịu nổi Bèn sang nhà vũ Tôi có chìa khóa nhà của anh May mà dù có dọn khỏi đây Anh cũng không thay đổi ổ khóa mới Đây là lần thứ ba tôi đến nhà vũ Lần đầu đi một mình Đồ đạc trong nhà gần như vẫn còn yên nguyên Chắc là anh chỉ dọn đi những gì cần dùng, bàn ghế, tủ sách đều để lại cả. Tôi lướt tay trên những vật dụng trong nhà, hy vọng có thể nắm lấy một chút hơi ấm từ người con trai mình yêu. Tôi gục xuống bàn làm việc của Vũ, lấy cầm bà để vạch lên trên góc bàn một hàng chữ. Rốt cuộc, anh đang ở đâu? Em nhận ra em đã thích anh mất. Có phải đã quá muộn không? Em xin lỗi rất nhiều. Sẽ chẳng có ai trả lời câu hỏi của tôi cả, Giống như những tin nhắn gửi đi trong vô vọng kia, anh đã tỉnh, anh đã xuất hiện, nhưng mà anh không trả lời tôi. Có lẽ anh đã từ bỏ. Cũng phải, làm gì có ai yêu thương vô điều kiện một người mãi mãi bao giờ? Tôi đã tổn thương anh như thế, rồi thời gian cũng dần trôi, dấu vết chúng tôi từng để lại trong đời nhau sẽ dần dần biến mất. Tôi đã mất anh thật rồi. Cuối tháng 11 là đám cưới của Tuyến, một người bạn thân của tôi, cũng là người đã giới thiệu Vũ cho tôi. Cô bạn muốn tôi giúp đỡ đi chọn đồ cưới và quà cho chồng sắp cưới. Ngẫm thấy cần phải tìm cách phân tán sự chú ý của mình nên tôi đồng ý với cô bạn. Tuyết chợt nhắc đến Vũ. Hôm trước thấy cậu với Vũ thân thiết như thế, tôi còn tưởng hai người thành đôi cơ đó. Tiếc quá. Tôi khựng lại, sao tự nhiên lại nhắc đến vũ cậu gặp anh ấy sao mới đầu tuần anh ấy đi với một cô gái tớ còn tưởng là cậu nên gọi nhưng mà cô ấy chẳng phản ứng gì cả hóa ra nhầm mà thôi mà vũ cũng chẳng trả lời gì nên từ hôm nọ tớ ghét cảm thấy ghét thật đấy tôi mỉm môi dù không soi gương vẫn có thể cảm nhận được mặt mình đang tái đi nhận được tin tức của vũ không làm sao khiến tôi vui vẻ và an tâm nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh muốn chấm dứt quan hệ với tôi sự im lặng của anh cho tôi một câu trả lời từ nay chúng ta sẽ là người xa lạ không còn liên quan đến nhau nữa cảm ơn cậu tuyến ạ à. tôi nhỏ giọng nghẹn ngào cảm ơn cái gì thế cô nương ơ ờ, sao cậu lại khóc mình nói sai gì sao chi cảm ơn cậu ít nhất tôi biết rằng mình không cần phải chờ nữa để khác sau một người giàu trong lòng chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay là đủ. Nhưng mà quên đi một người là cắt da cắt thịt, là từ bỏ một phần linh hồn từng gắn bó thân thiết. Tôi biết chắc, mình không thể chờ được vũ, nhưng mà vẫn không nhìn được, thì thoảng đến nhà anh. Hôm ấy là một ngày trăng rất sáng, tôi có mua một chai rượu nếp, là loại truyền thống, rất thơm và rất nồng đến nhà anh. Tôi uống rượu trong phòng khách nhà anh, rồi nghĩ sao lại tập tỉnh lên cầu thang. Ở trên sân thượng không bật đèn, cả người tôi tắm ánh trăng mờ mờ, đơn độc như một bức tượng đi lạc. Tôi có thể nhìn thấy tấm rèm khép hờ của phòng mình. Hình như có thời gian rất dài anh cũng chờ mặt trời mọc và tôi thức giấc ở đây. Chúng tôi từng gần nhau đến như thế, mà giờ không còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa. Quên rửa dưới mất rồi. Tôi hít hít mấy tiếng than trách trí nhớ của mình kém quá. Không có rượu thì làm sao mà tôi có thể say được đây. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao khẩu vị của mình. Được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc lơn lơn. Mọi vật trước mắt cứ nhòe cả đi. Nóng quá, tôi cởi phăng cái áo khoác của mình, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi trắng. Chợt tôi thấy một cái bóng đổ ập xuống, chìm lên cái bóng cô độc của mình, như đang che chở cho nhau. Vẫn chưa tỉnh táo lắm Tôi ngẩng đầu lên Nhìn người vừa đến Sống mũi rất cao Đôi lông mày rậm rạp Đôi mắt sâu Màu nâu Cứ thăm thẳm Thăm thẳm Là vũ của tôi đây mà Tôi dụi mắt Tự déo vào chân mình Đây không phải là một cơn mơ Đây là chân thật Anh nhìn xuống tôi Giọng hơi khàn khàn Tại sao em lại ở đây Tôi cũng hỏi Tại sao anh lại ở đây Đến lúc này tôi vẫn không tin vào những gì mình thấy là thật, nên tôi nhổn người dậy tấm lấy cổ áo Vũ. Anh không lường trước được tôi sẽ làm như thế, mất đà ngã theo tôi. Tôi nhận ra hơi thở của anh cũng mang theo mùi rượu, bè ngửi ngửi, ngạc nhiên thốt lên. Anh đã uống rượu của em sao? Tại sao anh lại uống trộm rượu của em? Vũ đã say, chắc chắn anh uống không ít. Tôi thấy anh còn không tỉnh táo bằng tôi nữa hoặc là có thể tửu lượng của anh vốn dị đã rất kém. Thấy tôi là nhà như thế, ánh mắt của anh hơi mông lung. Anh ở bên dưới có rượu nên uống. Lần sau không được uống bậy như thế, lỡ đâu có độc thì làm thế nào? Tôi căng dặn anh như nói với trẻ nhỏ, còn anh thì chẳng phản kháng gì cả, cứ ngoan ngoãn gật đầu. Tôi chui vào lòng vũ, để dòng tay rắn chắc của anh ôm trọn lấy mình. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi. Em xin lỗi anh, em thực sự đã yêu anh từ rất lâu. Hình như trong mơ tôi cũng mạnh dạn hơn, tôi nói hết những gì mình nghĩ trong lòng ra. Cho đến khi nước mắt thấm ướt hai gò má, tôi đã đặt lên trên môi vũ một nụ hôn. Hai người chúng tôi đều rùng mình như bị điện giật. Thấy anh cứng đờ, tôi đứng khom người, nâng đầu anh lên. Ban đầu vũ còn ngắt ngứ nhưng mà cũng rất nhanh đáp lại nụ hôn của tôi một cách rất nồng nhiệt. Dòng tay lúng túng của anh đặt ngang hông tôi. Khi thì tìm điểm tựa, khi thì ngượng ngùng siết chặt. Đúng, đây chỉ là một giấc mơ. Bởi vì Vũ ở ngoài sẽ luôn là người có khả năng lớn ác kẻ đối diện. Anh sẽ khiến cho tôi không thở nổi, không thể che giấu bất cứ thứ gì. Chứ làm gì có chuyện ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn như thế. Nếu thực sự đây là một giấc mơ, Vậy thì hãy để tôi điên đi Hãy để cho em điên đi Tôi vừa nói vừa quấn lên người anh Hơi thở của hai chúng tôi ngay một dồn dập Không rõ là do cái say của rượu Hay do tình làm cho tôi say Chúng ta xuống dưới kia Giọng của Vũ khàn khàn đáp lại Tôi chỉ nghe được như thế Rồi nhận ra cả thân hình nhẹ bẩn đi Tôi bị nhấc khỏi mặt đất Trời dời trong vòng tay của Vũ Anh bước xuống cầu thang vô cùng quen thuộc tìm được phòng ngủ rồi đặt tôi nằm xuống giường nội thất trong phòng của anh rất đơn giản nhưng ấm áp anh nhẹ nhàng bóc đi chiếc áo sơ mi mỏng tan trên cơ thể tôi rồi chăn đệm dương mùi thơm của anh dịu dàng bọc lấy cơ thể trắng ngợn của tôi vũ như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới ham tìm tòi còn hấp tấp nhưng mà anh vẫn rất quan tâm vuốt lại mái tóc ướt đẫm của tôi anh có thể... Tôi biết rằng anh đã rất say. Bèn dương tay tắt đèn. Bóng tối bao trùm lên chúng tôi. Tôi gật nhẹ bảo. Anh có thể. Mong cho giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Tôi nhắm mắt lại. Nước mắt ướt đẫm khóe mi. Khi chúng tôi hòa vào nhau, tôi thấy Vũ hôn lên nốt ruồi son trên khóe mắt tôi. Anh nói điều gì đó rất thành kính. Tìm được người yêu thương trân trọng mình kiếp này không hề oán hận. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh rượu, cảm giác mệt lử toàn thân và hơi ấm bên cạnh, nói cho biết những gì diễn ra không phải cơn mơ. Tôi hỏi Vũ rất nhiều để biết lý do tại sao anh trốn tránh mấy ngày nay, không một cuộc điện thoại, không cả hồi âm tin nhắn. Rõ ràng hôm đó vẫn còn trên giường bệnh, nhưng mà anh vẫn bất chấp để lái xe đi cứu tôi. Xong tôi không dám hỏi Bởi vì Vũ vẫn chưa tỉnh Mà phần nhiều hơn tôi sợ bản thân Sẽ nhận được đáp án Khiến mình đau lòng Tôi tựa vào vai anh Thì thầm một câu Rốt cuộc anh có yêu em không? Có chứ Ngoài ý muốn Vũ lên tiếng trả lời Câu trả lời khiến tôi vui sướng đến ruồng lên Vậy mà anh lại nói tiếp Anh đã chờ đợi em rất nhiều năm Anh đi tìm em lắng nghe tin tức của em thấy em hạnh phúc với gia đình thấy em có sự nghiệp suôn sẻ anh vừa mừng vừa ghen tị tại sao anh không thể là người bên cạnh em chứ vũ lẩm bẩm rất nhiều rồi hơi thở của anh bắt đầu nặng nề dần trước khi chìm vào giấc ngủ để lại tôi đang vô cùng tỉnh táo bé bạn và cô độc thì ra kết cục của tôi là như thế dù có cố gắng dùn đắp hay điếu kéo thế nào đi chăng nữa Tôi luôn là người có thể mang ra để trao đổi lợi ích, hoặc là người dùng tạm trong lúc trống vắng. Tôi nhặt từng mảnh quần áo của mình khoác lên người, che giấu đi cơ thể chằng chịt vết thương. Nhìn lại người đàn ông mình yêu và những tổn thương sâu sắc nhất. Năm dài tháng rộng sau này, hy vọng anh sẽ hạnh phúc với người mà anh yêu và chờ đợi. Còn tôi, sau này chắc chắn sẽ không thể trao trái tim cho bất kỳ một ai khác. Tôi kỳ quệ ở nhà suốt một tuần trời cho đến đám cưới của Tuyến mới đỡ hơn một chút. Tôi không dám nói với bố mẹ bởi vì sợ ông bà đau lòng. Tôi bèn bị tạm ra một cái lý do là phải thực hiện dự án gian dở. Nhà Vũ cũng như các đức toàn bộ quan hệ với tôi trừ những trường hợp là những hợp đồng đã ký hầu như họ bỏ mọi dự án hợp tác tiếp theo. Tôi không còn hy vọng gì trong việc tìm Vũ nữa cũng chưa từng gặp mặt anh một lần kể từ đêm điên loạn ấy, cứ như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Bột, một bó hoa rơi vào vòng tay. Tôi ngờ ngác nhìn xung quanh thì thấy Tuyến bật cười khanh khách. Chúc mừng cô bạn thân yêu hoa nha, hoa đào của bạn lại sắp nở rồi đấy. Tôi xoa đầu cái bông, tiêu bó hoa cưới cho con bé. Tình yêu của tớ ở ngay đây, cả đời này chỉ cần có một người yêu thôi. Tôi đã nghĩ rất thông suốt, sau thời gian ở lì trong nhà cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế không một ai được phép dựng lại hay đắm chìm mãi trong quá khứ tôi cũng vậy không có tình yêu cũng được nhưng mà tôi vẫn phải là chính tôi tồn tại vì chính mình và những người thân yêu sau đám cưới của cô bạn tôi nhận được một cuộc gọi từ mộc châu của thanh niên tên bình tôi mường tượng trong đầu một lúc rất lâu mới nhớ ra đó là đội trưởng đội văn nghệ đã đưa số điện thoại cho tôi tờ giấy ghi số điện thoại kia đã bị vũ quẳng vào trong lò than và cháy xém đi mất còn tôi cũng không có ý định liên lạc lại với người lần đầu tiên gặp nên cũng quên bén đi anh em còn ý định lên mộc châu không anh bình hỏi ông bà ngoại của bông nhận mua sổ số từ thiện may mắn trúng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng Hai ông bà đã rất lâu rồi không có thời gian ở riêng với nhau kể từ lúc mà tôi gặp chuyện nên muốn đi đâu đó để tận hưởng. Bà thì không nở xa cháu gái nên cái bông cũng được đặt cách đi theo luôn. Thành thử thời gian này chỉ còn lại một mình tôi ở Hà Nội. Giống dĩ định đi xin việc ở đâu đó nhưng mà lời mời của anh Bình khiến tôi nảy ra một ý định. Có, chắc một hai ngày nữa em sẽ lên một châu. Có chuyện gì thế anh? Chú thông già dạ cho người dọn đường lên núi giúp em rồi đó. Cũng chỉ sửa sang đơn giản thôi. Sửa lại hai ngôi nhà bỏ hoang trên đó. Giờ ở đây đầy đủ tiện nghi lắm. Có cả máy phát điện. Chú Bảo hỏi em, có định làm cái dự án kia không? Tôi nhớ đến bản báo cáo còn nằm trên bàn làm việc của dì Nam. Chắc hẳn nó đã bị dứt vào một xó nào đó như giấy ruộng. Còn lời hứa của tôi đối với bạn thì chưa thể nào hoàn thành được. Tại sao tôi có thể quên... Mình nợ người ta một lời hứa cờ chứ Nhưng mà lần này chỉ có mình em thôi Em sợ mình không đủ sức Lo gì Ở đây rất hiếu khách Chỉ cần thấy em là vui lắm rồi đó Đáp lại lời mời thịnh tình của Bình Tôi bắt một chuyến xe lên Mộc Châu Ngay trong tuần ấy Mùa đông ở đây rất đẹp Thời tiết thì lạnh Nhưng mà trời trong rất sáng Và không khí sinh hoạt làng quê rất ấm áp Lơ thơ dài nhà đã bắt đầu gặt lúa. Chú Thông tiếp đón tôi với vẻ niềm nở. Tôi phát quà cho mấy đứa trẻ trong bảng. Ánh mắt trẻ thơ rực lên niềm vui. Đúng như anh Bình nói, nơi này đã được sửa sang nhiều lắm. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Chỉ còn chờ cháu bắt đầu thôi đấy. Mọi người đánh giá cháu cao quá. Cháu sợ làm cho mọi người thất vọng thôi. Không thử thì làm sao biết được chứ. Nếu mà không thành công Thì bà con trong bản Vẫn còn có con đường lên núi dễ hơn Vẫn có căn nhà ở tạm dưỡng chảy hơn Trong mùa mưa bão Nếu mà lỡ không kịp vậy Chúng ta có mất gì đâu chứ Ông nói xong Cứ nhìn ngó đằng sau lưng tôi À đúng rồi Cái cậu thanh niên kia không đi cùng với cháu hả Là ai cơ ạ à? Tôi hỏi theo bản năng Thì cái cậu mà cổng cháu Từ trên núi xuống đầy đó đột ngột nhắc đến vũ làm cho tôi hơi cứng người lại thì ra chỗ nào mà tôi từng đi qua cũng để lại dấu vết của anh chỉ cần khẽ khơi gợi thôi là ký ức lại ùa về tôi chống chế anh ấy có rất nhiều việc ở thành phố với cả anh ấy với cháu cũng chỉ là bạn bình thường tôi đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được chứ vậy hả thế mà ta cứ tưởng ông thở dài Cậu ấy quan tâm cháu thế cơ mà Cháu không biết đâu Khi cháu bị kẹt trên núi Thấy cậu ấy cuốn cả lên Ai cũng bảo mùa này rất dễ sạt lỡ đất Đừng có đi Nhưng mà không áo không mũ Không giày ủng gì cả Cậu ta vẫn phóng lên luôn Còn tối hôm trước Ông hơi ngừng lại để hít một hơi thuốc Tôi thấy cậu trai đứng bên ngoài cửa nhà cháu một đêm Sáng vẫn thấy Thấy có người nhìn mình mới rời đi Người trẻ bây giờ thật khó hiểu Trong đôi mắt ấy Rõ ràng là yêu rồi cơ mà Yêu sao Tôi giật mình Có lẽ chỉ là sự thương hại Mà anh dành cho người khác còn dư thôi Quả nhiên cũng trong ngày hôm đó Tôi nhận được tin nhắn của Tuyến Tuyến không biết gì cả Chỉ đơn thuần muốn thông báo với tôi Là Vũ sắp kết hôn Mày có đi không Đi làm gì chứ Đâu có ai mời Tào gia nấy cũng chẳng thân lắm Nói cũng lạ nhé, anh ấy cũng chẳng mời tao. Mà mày biết anh ấy lấy ai không? Chắc là cô gái vừa mới ở nước ngoài về, nghe nói anh Vũ đợi cô ấy mấy năm trời, giờ họ lấy nhau cũng coi như trời tác thành cho những người yêu nhau thôi. Sao tự nhiên mày dằn dở, nghe khó chịu quá. Tôi bật cười để tránh cho cô bạn thân nhận ra điểm khác lạ của mình. Thì cũng giống như ngày xưa, tao với mày chung nhau đọc tiểu thuyết đấy. Đâu phải câu chuyện của mình đâu mà cũng vui buồn với người ta được chứ. Thực tế cũng thế thôi. Chỉ khác là lần này tôi là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết của Vũ. Một nhân vật không đáng nhắc đến trong cuộc đời rất dài của anh sau này. Tôi tắt điện thoại, chợt cảm thấy bụng mình đau quặn lên. Cơn buồn nôn, ngài ngái dần đành cổ họng. Mặc dù sáng nay chưa ăn gì cả, tôi cũng nghiêng đầu sang một bên. Bắt đầu nôn thóc nôn tháo đây không phải là dấu hiệu ngộ độc hay cảm lạnh gì cả. Mặt tôi trắng bệt khi nghĩ đến điều gì đó. Tôi dội dàng đưa tay sờ lên bụng mình. Lẽ nào? Không thể nào. Trải qua hai lần mang thai, lần nào tôi cũng cảm thấy khủng hoảng. Lần đầu tiên có bông là lúc tôi vẫn còn đang học đại học. Nghĩ về việc lỡ dở việc học trên trường và bắt đầu cuộc sống hôn nhân làm cho tôi hoang mang. Còn lần này nếu cần tìm một từ để miêu tả về cảm xúc của mình thì có lẽ tôi sẽ chọn từ chết lặng. Tôi không nghĩ rằng chỉ một lần như trong cơn mơ kia với Vũ mà mình đã có thai. Cho đến bây giờ khi cầm trên tay que thử thai với hai vạch đỏ chói, tôi vẫn không thể tin được những gì xảy ra với mình. Trong giây lát, tôi nghĩ đến phương án bỏ đi sinh mệnh này. Nhưng mà cơn đau cồn cào ở bụng cứ ập đến đứa trẻ đang muốn nhắc nhở tôi về sự tồn tại của nó. Mặc dù hiện tại nó chỉ bé bằng một hạt đậu trong bụng tôi, nhưng nó có sinh mệnh riêng. Tôi không có quyền khước từ sự sống, càng không muốn từ bỏ sinh mệnh bé nhỏ đang trưởng thành trong cơ thể. Tôi đến đâu thì đi đến đó. Tôi giấu nhẹm đi tin tức mang thai không nói với bố mẹ, để ông bà tận hưởng thời gian tuần trăng mật quý báu. Một bên thì tôi mua máy quay, xử lý hệ thống âm thanh, hình ảnh, dụng cụ làm bếp để bắt đầu thực hiện dự án của mình. Tôi muốn xây dựng một kênh video miêu tả đời sống của làng quê miền núi. Đi hái nấm sầu mưa, gặt lúa, bắt cá dưới nước, hái thảo quả, làm gia vị từ vỏ cây, nấu ăn. Những thứ lông gà giỏ tỏi nhưng gợi ra màu sắc bình yên của một bản triền núi. Tôi cũng thử mở một tour du lịch trải nghiệm dành cho các du khách du lịch nước ngoài hoàn toàn miễn phí. Họ được tham gia vào cuộc sống lao động của dân bản, được lên rừng trải nghiệm một ngày thu lượm, sau đó thì tự nấu nướng với thành quả mình kiếm được. Hoặc là họ có thể chọn hình thức du lịch văn hóa, được tự tay làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái. Sản phẩm đẹp nhất trong mỗi chuyến sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được dành để xây dựng thư viện và giúp đỡ các trẻ em nghèo. Khi có lượt khách thứ ba thì những video của tôi bắt đầu hút khách mà tôi cũng mở lại một châu được nửa tháng. Thực ra thì nội dung của tôi không mới mẻ là bao nhưng mà phong cảnh ở đây đẹp quá mức tưởng tượng cộng thêm khả năng chỉnh sửa video của anh Bình nên những thước phim của tôi mới được người ta biết đến nhiều như thế. Ở giữa rừng già tôi thấy mình như sống lại dù cho có những đêm vẫn trăn trở và khóc ướt gối. Có rất nhiều người muốn đến tham quan Hai ngôi nhà trên núi, nhưng mỗi tuần tôi chỉ cho phép 10 người đến. Hôm nay có một cặp vợ chồng trả giá gấp 10 lần để được đến đây chụp ảnh cưới. Anh Bình hỏi ý kiến tôi, tôi đáp, "Nhận chứ sao không, nhưng mà anh yêu cầu họ cho mình được dùng hình ảnh của họ để làm sản phẩm mẫu đi, cơ hội quảng bá ở đây chứ đâu nữa." Cả một tháng này, anh Bình luôn nghe tôi răm rắp, nên thấy nói vậy thì hấp tấp đi làm theo. Mấy chị gái đi hái rầu trên rừng Thấy thế thì cười hì hì trong hai người đẹp đôi lắm đó Đúng đúng Bình nó chẳng dự ý một cô nào trong bản đâu Các chị đừng có đùa thế mà Tôi đánh trống lãng đi Tụi em chỉ là bạn bè thôi Mọi người nói như thế Anh Bình ngại đó Ngại cái gì chứ Nó thích quá đi chứ Cặp vợ chồng lên một châu vào thứ năm tuần sau đó lúc anh bình tiếp đón họ tôi đang loay hoay ở trong ngôi nhà trên núi nghỉ thực đơn để quay cho ngày hôm sau khi bình trở lại tôi thấy sắc mặt của anh hơi bị mất tự nhiên sao vậy anh em có biết khách của chúng ta là ai không là ai cơ tôi ngạc nhiên hỏi lại thì nhận được câu trả lời của anh là người quen của em đấy số người mà tôi quen biết không hề nhiều có những người thậm chí cả đời mới gặp một lần nhưng mà tôi với vũ duyên phận giữa hai người nghiệt ngã hơn tôi tưởng rất nhiều việc anh có mặt ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi cho nên khi thấy vũ và thư choàng tay nhau vào trong nhà phản ứng đầu tiên của tôi là ngẩn ra một lúc thư hốt hoảng không kém lắp bắp hỏi tại sao cậu lại ở đây mình làm gì ở đây lâu lắm rồi tôi nhẹ nhàng trả lời thư Thực ra trong câu chuyện này dạy dừa với nhau chỉ có tôi và Vũ thôi. Còn Thư không hề biết bất cứ một điều gì cả. Nên tôi từ đầu đến cuối đều không trách cô ấy, thậm chí còn thấy có lỗi. Tuy nhiên đối diện với một khuôn mặt giống mình, hơn nữa còn là nguyên nhân khiến cho mình trở thành vật thay thế. Tôi vẫn không thể thoải mái như bình thường. Thư nhỏ giọng hình như hơi căng thẳng. Mình không biết cậu ở đây. Mình với anh Vũ chuẩn bị kết hôn, Thấy bạn bè giới thiệu chỗ này có khung cảnh đẹp Nên định lên đây chụp ảnh cưới Rồi cô ấy nhìn lên Vũ Có đúng không anh? Vũ rất kiệm lời lướt qua tôi một hai cái Rồi kiệm lời ừ một tiếng Tôi cảm thấy người mình hơi trao đảo mày mà có anh Bình đứng phía bên cạnh Giữ lại mới không ngã Tôi mượn tượng ra bao nhiêu lần cách thức hai chúng tôi gặp nhau Ngại ngùng đối mặt với nhau Lãng tránh, nhẹ nhàng như những người bạn bình thường tuyệt nhiên tôi chưa từng tưởng tượng ra anh sẽ nhìn tôi như một người xa lạ không quen biết cậu danh này cũng chuẩn bị có tên vui sao nếu có tên vui thì phải báo mình nghe chưa tôi nhanh chóng tìm chủ đề tôi phủ nhận anh bình lại ngượng ngùng gãi đầu cảm ơn cô nhé đến ngày đó chúng tôi sẽ mời tôi im lặng dõi theo biểu hiện của vũ anh vẫn im lặng nhưng mà hình như trong mắt đã tối hơn vui quá Chị em tốt nhất của tôi cuối cùng cũng đã có bến đủ. Thư cười tấm tiểm, hít vào dai vũ. Anh ơi, mình ra ngoài kia ngắm cảnh đi, con thác ở đây đẹp lắm. Vũ ngước nhìn lên bầu trời nghi mặt. Bây giờ đã trưa rồi, hơn nữa em vừa mới đi nắng. Em mượn chỗ của cô Chi, nghỉ ngơi tạm đi. Bây giờ không phải chỉ có mình em đâu mà nghịch ngợm, phải chú ý cho con nữa chứ. Nhưng mà em thích. Thôi được rồi, đừng có nháo nữa, Vũ quay sang nói với tôi Xin lỗi cô Cô còn có phòng trống nào không? Bình thấy sắc mặt của tôi cực kỳ khó chịu Bèn đỡ lời thay Ở gian nhà bên kia Nhưng mà điều kiện không đầy đủ lắm đâu Để tôi dẫn anh đi nhé Không sao đâu Buổi chiều chúng tôi đi thăm phòng cảnh Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được Vũ trả lời rồi đỡ thư Vào trong buồn Tôi vẫn đứng bẻ bàn trong cái lành của mùa đông thu mình trong lớp áo lông tránh rét. Hình như hôm nay thời tiết chuyển lạnh mất. Cái lạnh cắt da cắt thịt, cho nên tôi mới thấy lòng mình đau quá. Bụng lại hơi nho nhói lên. Đứa trẻ đang chuẩn bị quấy phá như thường ngày, nhưng lần này làm cho tôi khó chịu hơn gấp bụi. Tôi thất thẻo, mang theo tường ra khỏi nhà, rồi tựa lưng vào cây gạo ở đầu hồi cho khỏi ngã. Một dòng tay quàng qua dài tôi giữ lại. Anh muốn làm gì thì làm đi, Em vẫn ổn Em muốn ở một mình Tôi nói như vậy mà rất lâu Bình vẫn chẳng buông tay ra Anh chưa từng ương bướng như thế này bao giờ cả Tôi thực sự rất mệt mỏi Và không muốn vơi bày sự thất bại của mình cho ai thấy cả Tôi bèn câu mày ngước lên Em đã nói là Câu nói của tôi im bặt Khi nhìn thấy người trước mặt Vũ cũng đang nhìn tôi Ánh mắt của anh quá đuổi mông lung đôi chân mày nhíu chặt lại như đang nghiên cứu điều gì đó em và tư trông có nhiều điểm tương đồng quá tôi biết rằng chúng tôi giống nhau nhưng mà anh có cần phải nhắc lại nó có cần phải cầm dao nhọn khoét vào trái tim tôi như thế này hay không đúng rồi ai cũng bảo chúng tôi rất giống nhau giống đến nỗi không thể phân biệt được không đâu hai người không giống nhau đến như thế tôi cảm nhận được em có một nét riêng một khí chất riêng em đừng nói như vậy trên đời này làm gì có hai người giống nhau tuyệt đối thế nếu như gặp tôi trước liệu anh có yêu tôi không đột nhiên tôi muốn trèo chọc vũ vũ ruột tay lại như bị bỏng ánh mắt của anh nhìn tôi mang theo vài phần đánh giá và không đồng tình cô là bạn của thư sau này đừng nói như vậy nữa đây không phải là cách hành xử của một người bạn nên làm chút nào cả tôi không thể gặp cô trước được dù có tôi cũng không muốn so sánh cô với vợ sắp cưới của tôi điên khùng điên thật đấy tôi nói nhỏ trong khoang miệng rõ ràng anh đã có người trong lòng nhưng vẫn xuất hiện treo chọc tôi để rồi tàn nhẫn rời đi không báo trước giờ đây anh lại dùng bộ mặt coi thường mà cảnh cáo tôi không nên có ý định bất thường đối với mình vũ ơi tại sao con người anh lại khó hiểu phức tạp đến như thế Tôi lão đảo lùi lại phía sau Vũ dường tay muốn đỡ tôi khỏi ngã Nhưng tôi cự tuyệt Đừng có động vào tôi Anh móc máy miệng Nói gì đó tôi không nghe rõ Anh Vũ ơi Anh vào em nhờ cái này Đúng lúc ấy thì thưa cất tiếng gọi trong nhà Vũ nghe vậy liền cho mày Quay đầu bỏ vào trong Lúc mà anh chuẩn bị khuất sau hành lang Tôi chợt nhỏ giọng Chẳng biết nói một mình thôi Hay cố ý để anh nghe thấy rồi có một ngày, không cần anh nói chút ngủ ngon buổi tối, tôi vẫn có thể yên giấc. Đến lúc đó, chắc chắn tôi đã quên đi anh và sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình. Thưa dạng nghị đã ở lại một châu được vài ngày, kể từ cuộc nói chuyện dưới gốc cây gạo ngày đó, cả ba chúng tôi không còn lần nào tiếp xúc với nhau nữa. Tôi đóng cửa ở lì trong căn nhà gỗ, mặc cho anh Bình dẫn hai người đi khắp nơi thầm thú cảnh quan thi thoảng tôi nhìn ra ngoài thấy họ đang ăn sáng trên con suối trong lòng bồi hồi nhớ về đêm trăng mấy tháng trước khi tôi và vũ bấu víu lấy nhau cùng chìm trong cảnh sắc thơ mộng như thế anh hứa với tôi lần sau lên đây anh sẽ dễ tặng em một bức tranh bức tranh kia tôi vẫn chưa nhận được tình cảm của anh đã bị dứt bỏ dưới chân hôm nay vũ có việc phải xuống thành phố mộc châu từ sớm chỉ còn thư ở lại tôi không còn nhìn thấy những thứ làm cho mình chướng mắt bắt đầu mở máy ra quay video tiếp bố mẹ biết tin đầu tuần sau họ sẽ mang theo cái bông về hà nội kết thúc tuần trăng mật đã hơn một tháng không gặp tôi nhớ con bé già giết quá nhớ đến nỗi nhiều đêm không thể nào ngủ được còn thư thì cũng chỉnh ảnh gì đó từ sớm tôi cũng chẳng quan tâm là dứt máy tính ở đâu rồi không biết kể từ khi biết mình mang thai đứa thứ hai hình như trí nhớ của tôi càng lúc càng kém có những khi đổ nhầm nước vào trong thùng gạo bây giờ rõ ràng máy tính vừa cầm trên tay đó quay đi quẩn lại đã chẳng thấy đâu cả tìm một hồi cuối cùng cũng thấy nó ở trên cái bàn uống trà ngoài sân tôi dán váy chạy ra lật đật cắm thể nhớ vào trong ổ nhưng mà khi quan sát kỹ hơn thì chiếc máy tính xách tay này chẳng phải của tôi hình như là của thư ban sáng của ấy làm việc ở đây Tôi ủi oải muốn đứng dậy đi tìm tiếp Xong khi đứt qua màn hình máy tính Tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc Nguyễn Phương Nam Trên trình duyệt của Thư Có một tài khoản đăng nhập với tên Dì Nam Bên cạnh tài khoản chính của ấy Dì Nam là giám đốc công ty Tất nhiên sẽ không chia sẻ tài khoản của mình cho ai hết Tôi không phải là người có thói quen Xem lén thư của người khác Nhưng mà trí tò mò thôi thúc tôi phải mở nó ra Tôi kéo lệ con chuột đăng nhập vào trong tài khoản mặc dù tên người dùng vẫn là của dì nam nhưng địa chỉ email thừa ra một chữ n so với địa chỉ của bà nếu không để ý kỹ sẽ rất dễ nhầm lẫn trong hộp thư của tài khoản email này có gì chỉ có một lá thư duy nhất người gửi thư đến chính là tôi phùng lan chi phòng nội dung báo cáo về chuyến công tác mộc châu tôi mở file đính kèm ra xem chi đây là máy tính của mình mà Thư gọi giật giọng khi tôi đọc được những chữ đầu tiên của bản báo cáo. Tôi từ từ quay người lại, theo dõi sắc mặt của ấy. Sự chột dạ đang lan dần trên gương mặt thân thiện và vui vẻ kia. Tôi chậm rãi đứng lên, cười đầy chăm chọc. Tôi nghĩ suốt mấy tháng trời mà không nghĩ ra, mình sai ở chỗ nào. Thì ra phai gửi cho dì Nam lại bị lỗi. Hóa ra, bản dữ liệu đã chuẩn bị vô tình lạc trong mấy cô rồi đó. Đúng không nhỉ? Cậu đang nói gì thế Tôi chẳng hiểu gì cả Ai cho phép cậu từ tiện xem máy tính người khác như thế Thư chủ động dùng lý lẽ lớn ác tôi Đồng thời gặp máy tính lại Để che đi những dơ bẩn mình đã làm Tôi giữ tay cô ta Cô đừng có giả bộ ngây thơ nữa thư Chính cô đã mượn máy tính của tôi Trước khi chúng ta đều đi công tác Cô đã làm gì trong máy tôi Cô thay đổi địa chỉ email của dì Nam Bằng địa chỉ giả Mà cô tạo ra trong danh bà của tôi Để cho mọi bản báo cáo của tôi Đều sẽ gửi vào máy cô đúng chứ Sau đó cô đăng nhập bằng địa chỉ của tôi Gửi một bản báo cáo giả cho bà ấy Cậu đừng có ngậm máu phụ người Tôi tưởng cậu là bạn tôi Hóa ra tôi nhìn nhầm người Tôi không thể có mật khẩu của cậu để đăng nhập email Gửi báo cáo cho mẹ nuôi được Thư lớn tiếng Tôi mới là người nhìn nhầm đây Tôi cũng ngạc nhiên đấy Sao cô lại có mật khẩu của tôi nhưng thôi, cô lấy được ở chỗ nào đối với tôi không quan trọng. Cô muốn hãm hại tôi, nhưng mà cô có từng nghĩ tới công ty sẽ tổn thất thế nào nếu dự án giả này được duyệt không hả? Dì Nam là người tôi rất kính trọng. Tôi không thể để bà nuôi dưỡng một con rắn độc như cô ở trong nhà. Tôi sẽ đi nói với bà ấy. Tôi vừa nói vừa cầm theo máy tính của Linh sai bước quay đi. Linh bất chấp dồ lên, tấm lấy tóc tôi giật ngược trở lại tôi không cho phép cô đi với cả vô ích thôi mọi chuyện đã lâu lắm rồi mẹ đuổi chán ghét cô còn không hết Còn chúng tôi sắp trở thành vợ chồng tôi sẽ trở thành con dâu của bà là người một nhà với bà bà không tin cô đầu chi đừng có làm những chuyện vô ích nữa sức của thư rất khỏe khi ra tay cũng chẳng ngần ngại cốt chỉ để tôi không thể chạy trốn một tay tôi đang cầm đồ nên không thể đấu lại với cô ta chẳng mấy chốc tôi bị ngã xuống bụng tôi lại đau âm ỉ. Tôi để máy tính xuống, dặn tay thư để giảm bớt cơn đau. Nếu như cô tự tin đến như thế, thì ngại gì chuyện chúng tôi sẽ nói cho dì Nam. Cô đang sợ gì chứ? Người như cô cũng biết sợ hãi sau khi hủy hoại cuộc đời người khác sao? Cô có mất ăn mất ngủ, có giật mình giữa đêm hay không? Thì sao? Thư ghi chặt lấy tôi. Cô chả có gì để đấu lại tôi cả. Mẹ nuôi thích cô là do bà ấy mù. Cô không có nguồn lực và đội ngũ mạnh như tôi. Để một người chẳng biết gì về truyền thông như cô, nắm giữ vị trí giám đốc sáng tạo của công ty, thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ đang cho bà thấy, tin tưởng nhầm người sẽ có kết cục như thế nào mà thôi. Chát, tôi không còn quan tâm đến búi tóc đang bị bối của mình nữa. Tôi buồn cả hai tay, dán vào mặt thư một cái tác. Cô ta dung tay, trợn mắt, muốn tác lại tôi nhưng lại chợt nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía mình. Chỉ trong nháy mắt, Thư bị ngã lên mặt đất, thậm chí còn lăn mấy dòng trên mặt đất. Thư ôm bụng rên rỉ, đồng thời không ngừng nói. Xin cô, cứu tôi với, tôi đang mang thai, đừng giết tôi. Tôi nhìn lại hai bàn tay của mình, bàn đẩy tôi không hề đẩy ngã Thư, mà đều là do cô ta. Cô đang làm gì thế hả? Tôi tỉnh lại sau tiếng hét giận dữ của người đàn ông. Vũ chạy băng băng về phía vợ sắp cưới của mình Lo lắng ôm lấy cô ấy dậy Tôi thấy anh nhìn bằng ánh mắt căm thù Phải, chính xác là căm thù và chán ghét Thì ra cũng có lúc tôi làm cho người ta chán ghét Tôi buồn thỏng hai dài đối diện với cái nhìn như dao khoét của anh Anh tin cô ta sao? Anh tin tôi là người đẩy cô ta? tôi lại rầm rì trong ngực vũ Anh ơi em đau quá con của chúng ta có khi nào Không có gì yếu đuối Bằng nước mắt của đàn bà Ngược lại mạnh nhất cũng là nước mắt của đàn bà Thư chỉ cần nhỏ giọng nỉ non Có dài chữ thế thôi Làm cho vụ luống cuốn bể thốc của ta lên Tôi vẫn kiên trì hỏi anh Anh có tình nghĩ Anh sẽ tin tưởng tôi một lần hay không Tôi chỉ tin tưởng những gì tôi thấy Hơn nữa tôi là bạn gái tôi Tôi chắc chắn sẽ tình cô ấy hơn Một người xa lạ như cô Lời của Vũ chẳng mang theo gươm vào Mà sao làm cho người ta đau đớn quá Tôi ôm ngực tựa vào tường Không hiểu sao thấy khóe miệng mình cứ tanh tanh Thứ nồn ra Không phải là dịch dạ dày đắng ngét Mà là máu của tôi mất Tôi xin lỗi Vì đã làm phiền anh nhiều quá Xin lỗi vì đã để anh tốn quá nhiều thời gian với tôi Tôi xin lỗi anh nhiều lắm Tôi không biết Vũ có lắng nghe những lời xin lỗi liên tục ấy của tôi hay không chỉ thấy anh sải bước thật nhanh, màn theo thư biến khỏi tầm mắt. kể từ đó tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì về vũ và thư nữa. trong suốt một tuần chỉ thấy mấy lời thuộc lại của chú thông thư bị thương nhẹ, cả hai người họ đã nhờ người đến lấy đồ đạc và rời khỏi mộc châu ngay trong ngày hôm sau. sự xuất hiện của họ giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm cho nó sao động nhất thời rồi lại chìm vào yên tĩnh. Nhưng mà hòn đá đó chìm sâu xuống dưới đáy hồ, vẫn cứ âm ỉ ở dưới đáy. Tuần này là đám cưới của Vũ và Thư, theo như thông tin tôi nhận được của Tuyến. Cô bạn cứ thở dài thường thược. Bao giờ cô bạn của tôi mới có người thương yêu chứ? Sao tụi đàn ông trên đời này chẳng chịu đi tìm? Rõ ràng ở Mộc Châu kia có một cô gái xinh đẹp dịu dàng như thế. Tôi cười gượng gạo. Bảo cô bạn nhiễm tiểu thuyết nặng quá, lo mà tận hưởng tuần trăng mật với chồng đi thôi. Cuối tuần là một ngày trời bão, nghe dự báo thời tiết là kéo dài rất lâu. Kế hoạch trở về Hà Nội của tôi bị hoãn lại, tôi chuyển từ căn nhà trên núi xuống homestay dưới bản để tránh có sạt lỡ lại gặp nguy hiểm. Nhưng mà chiều hôm ấy, trời mưa lác đác, anh Bình gọi điện thoại cho tôi hỏi Vũ có đến làm việc không? Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao lại liên quan đến Vũ ở đây. Hôm nay không phải ngày cưới của anh ấy sao? Hóa ra mới biết. Thiếm ở nhà bên cạnh thấy anh đến bản từ sáng sớm. Lúc trời mưa nặng hạt, rồi theo tót lên trên núi, đến giờ vẫn chưa thấy xuống. Cũng có thể là bận việc nên bà không để ý. Anh ấy đi đâu được chứ? Nhà thiếm ở ngay đầu bản. Ai đi qua mà chẳng nhìn thấy. Thôi cứ kệ anh ta đi. Anh ta không đến làm phiền em là anh thấy vui rồi nhưng mà tôi không thể yên tâm được tối nay là bảo vệ mưa sẽ càng lúc càng to thậm chí còn không xuống núi được do giờ này sẽ chẳng còn người nào trong bản dám lên đó nên tôi đã khóa cửa dừng chân mất rồi anh mà có lỡ phải nghĩ lại trên đó cũng không có chỗ tôi thừa nhận mình là một người quá yếu đuối và cố chấp có những người làm tổn thương tôi nặng như thế vậy mà tôi chẳng thể nào quên được bởi vì anh là người đột khoát trái tim tôi, nhưng cũng là người cho tôi cảm giác ấm áp lớn nhất, người từng không màng đến hiểm nguy, Xong đến cứu giúp tôi, không chỉ một lần mà là vô số lần. Chính vì vậy tôi cũng không thể tin được, anh lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Tôi lén lúc không ai để ý, mặc áo mưa và đeo ủng đi rừng, rồi theo con đường quen thuộc, không biết từng đi bao nhiêu lần. May mà chú thông đã cho người làm đường nên không khó đi cho lắm. Dù trời có đang mưa, tôi vừa đi, vừa để ý xem anh có lạc trên đường hay không. Đi được nửa đường, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Cánh rừng to thế này, anh có thể ở đâu được chứ, làm sao có thể tìm thấy anh đây. Cho đến khi tôi đến nhà chờ, vẫn không thấy Vũ Đầu cả. Mở cửa căn nhà ra, mùi đất ngai ngái sông dạo báo hiệu cho một ngày trời mưa rất lớn. Tôi thực sự không dám xuống núi vào giờ này, nên đành phải vào trong nhà có lẽ tối nay sẽ phải nghỉ lại ở đây chỉ có điều tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về vũ rốt cuộc là anh đang ở chỗ nào anh không mang đồ đi mưa có bị cảm lạnh ướt người hay không người ta đâu có cần mày lo tại sao mày lại lo lắng nhiều thế kia tôi dò đầu bức tóc để ép suy nghĩ điên khùng của mình trở lại gió đập vào cửa sổ làm cho tôi hoảng sợ dội dàng đóng kín chúng lại bên ngoài có tiếng gió vù vù và tiếng mưa lột đột trong nhà gỗ quá ồn ào và hơi lạnh sau này phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa tôi tặc lưỡi rồi đắp chăn lên người cho ấm đây là lần đầu tiên tôi qua đêm trong căn nhà gỗ nhưng mà chỗ này khá ấm áp làm tôi thoải mái và dần chìm vào giấc ngủ chẳng biết mưa đã tạnh từ bao giờ chỉ biết rằng khi tôi trở ra ngoài đã thấy trời trong và có trăng tối rồi đã 8 giờ tối, ở rừng chẳng lúc nào là thanh bình cả, luôn có những tiếng động hòa vào nhau như tiếng nhạc. Tôi bật đèn trong sân, chợt giật mình khi thấy một bóng người đang đứng gần cối xay nước, lầm lũi, đen xị... Ai đó? Tôi vuốt trống ngực của mình, tự trách bản thân đã quá coi thường mọi thứ. Con gái ở vùng rừng vào ban đêm chẳng bao giờ là an toàn cả. Cái bóng đen sì kia từ từ quay lại, từ từ tiến lại dần sáng của ánh đèn. Cây hoa tím mờ, dưới ánh trăng khẽ rụng, rụng một vài bông trên bờ dài anh. Vũ, tôi bật thốt lên một cái tên. Anh vẫn đứng im lặng, nhìn đâm đâm vào tôi. Một lát sau anh lên tiếng. Tôi đau đầu quá. Anh ước mưa sao? Tôi chạy dội rút một cái khăn mặt đưa cho Vũ. Ước hết thật rồi, anh đi đâu cả ngày hôm nay thế? Vũ giữ tay tôi lại, người anh mang theo tiếng nước mưa rất lạnh làm cho tôi run cả lên có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không cái gì cơ tôi mong lung anh như đứa trẻ cố chấp lặp lại câu hỏi kia hết lần này đến lần khác anh sao mà anh tôi không nhớ gì cả vũ buồn bã cúi đầu xuống kể từ lúc tôi tỉnh lại trong vụ tai nạn tôi đã không còn nhớ gì cả tất cả những gì tôi biết đều là những gì mà mọi người nói cho tôi như tôi luôn cảm thấy mình quên một điều gì đó tôi đau đầu kinh khủng mỗi khi cố nhớ đến nó kể từ ngày lên đây kể từ khi ngắm chỗ này tôi càng thêm khó chịu tôi thẫn thờ khi nghe vũ nói anh mất trí nhớ sao và từ bao giờ tôi nhớ rồi mấy lần tuyến đã nói anh không hề nhận ra cô ấy cho nên anh không trả lời tin nhắn của tôi Thậm chí còn tỏ ra xa lạ với tôi Là vì mất trí nhớ sao Vũ vừa nói Vừa lấy tay ôm lấy đầu mình Hôm nay là ngày cưới của tôi Nhưng mà tôi biết rằng Mình không yêu cô gái kia Thế anh yêu ai Miệng tôi khô khóc hỏi lại Anh nhìn sâu vào trong mắt tôi Nhấn chìm tôi bằng sự dịu dàng của anh Xin em hãy nói cho tôi biết Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không có ích gì chứ dù chúng ta đã từng gặp nhau người anh yêu cũng không phải tôi tôi còn chưa dứt lời đã thấy môi mình chạm vào thứ gì đó rất lạnh thân thể to lớn của vụ áp sát lấy tôi rồi dòng tay làm động tác ôm quần áo của chúng tôi dính hết vào nhau tôi có thể cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim anh anh đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn ban đầu chỉ thăm dò sau đó là mạnh mẽ xâm chiếm nụ hôn này gợi nhắc cho tôi về trí nhớ của căn nhà kia anh cũng hôn tôi như thế tôi giao mình cho anh nhưng anh lại nhớ về một cô gái khác một cô gái mà anh đợi chờ rất nhiều năm tôi chống tay lên ngực vũ toàn đẩy anh ra khi chúng tôi sắp xa nhau tôi nghe anh thổn thức con gà nhỏ ngốc nghếch cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em con gà nhỏ ngốc nghếch con gà nhỏ Minh Quân Quân Vũ Chưa biết chừng người mà em tìm kiếm vẫn đang ở gần Giỏi theo em mà em không hề hay biết Gà nhỏ em đã quên mất anh Những gì gần như bị lãng quên Trở lại trong trí nhớ của tôi Rõ ràng hơn bao giờ hết Thay vì đẩy người đàn ông đang hôn mình ra Tôi lại túm lấy ngực áo anh Kéo anh sát vào người mình Cây cổ thụ bờ suối Giải lên người chúng tôi Một cơn mưa hoa Bây giờ thì tôi đã hiểu Hình ảnh người thiếu niên trong giấc mơ Và người đàn ông che mưa trắng gió cho tôi Đồng thời xuất hiện Từ từ hợp lại thành một Dù năm tháng đằng đẵng Nối tiếp nhau Người có tình sẽ về bên nhau Người của Vũ càng lúc càng lạnh Mặc dù chúng tôi đang ôm lấy nhau Anh Vũ Tôi đỡ lấy người đàn ông Sợ được cái trán nóng hổi Thì giật mình dù anh vào trong Nhà không có quần áo của con trai Tôi phải cắt tạm một cái chăn mùa hè ra để quàng lên cho anh. Vũ sốt cao quá, tôi lật đật đi nấu canh gừng rồi lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh. Hơn một tiếng chờ đợi, cơn sốt mới có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi vuốt phẳng chân mày đang nhăn chặt của anh. Hình như anh đang đấu tranh hay suy nghĩ gì đó, lùng tùng lắm, nên cứ lẩm bẩm nói gì đó mãi. Tôi muốn thay một lần khăn cho anh, nhưng mà thấy người mới nhổm dậy anh đã mở mắt bừng ra giữ chặt lấy cổ tay tôi em đừng rời đi trong đáy mắt của anh vẫn rất mông lung như đứa trẻ đi lạc tôi nghiêng đầu hỏi anh sợ gì chứ lớn thế này rồi còn sợ sắm chớp sao sợ mất em vũ trả lời một câu mà tôi không thể ngờ đến tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể tìm được người mà tôi quên mất trong giấc mơ chỉ có trong mơ tôi mới nhìn thấy rõ mặt em nhưng em rời đi quá nhanh khi tôi tỉnh giấc tôi lại quên mất rằng anh có dáng vẻ thế nào anh thở dài một hơi nghe tuổi thân vô cùng tôi tìm em khổ lắm chi ơi tại sao em lại dứt món quà mà tôi tặng đi chứ tôi đã nhận ra là em cũng có tình cảm với tôi rồi kia mà tôi thẫn thờ một lúc lâu nghe anh nói lắp bắp hỏi anh anh nhớ ra rồi sao nhưng mà đáp lại tôi là tiếng thở dài nặng nhọc của vũ anh nghiêng đầu sang một bên. Tôi bó gối dưới ánh trăng. Bắt đầu thông suốt hơn rất nhiều và đã lý giải được bao nhiêu thắc mắc bấy lâu nay. Từ trước đến nay, chỉ có một người gọi tôi là con gà nhỏ mà thôi, đó chính là anh chàng thiếu niên Đoàn Minh Quân, từng cùng học trường quê với tôi. Tôi và anh đã trải qua một khoảng thời gian ấu thơ rất đẹp, chia nhau một góc giường, một cái bánh, một cuốn truyện tranh, tôi coi anh như anh trai của mình và luôn lấy người con trai có sống lưng quật cường, thẳng tắp như cây tùng kia để làm hình mẫu phấn đấu của mình. Nhưng mùa hè năm ấy, bố anh say rượu qua đời trong căn nhà ủ nát, còn quân thì mất tâm mất tích. Tôi không còn thấy bóng dáng người từng cùng ăn, cùng học với mình ở bất cứ đâu. Hàng ngày tôi chỉ biết viết một lá thư cho vào chiếc bình thủy tinh cũ xin từ tiệm tạp hóa, trồn dưới gốc cây phượng ở đầu làng để gửi anh đây là ước hẹn giữa hai chúng tôi bố tôi vẫn thường an ủi rằng anh đã lên thành phố lớn theo những ước mơ từ bé nhưng tôi một mực không tin tôi cá chắc rằng anh muốn trở lại thị trấn này lắm cùng lớn lên với tôi tôi cũng tin rằng anh sẽ nhớ tôi nhiều lắm thời gian dần trôi làm cho tôi quên mất khuôn mặt của quân bởi vì anh không để lại bất cứ bức ảnh nào cả hơn nữa ba năm nay là một quãng thời gian rất dài đủ để một cậu thiếu niên gầy gò thiếu sức sống trở thành một người đàn ông quyền lực và tài năng tôi không nhận ra anh nữa nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết mình là đoàn minh quân tại sao lại để tôi phải chịu đau khổ và giận dặt như thế nếu đã tìm tôi lâu như thế tại sao không chủ động nhận nhau kia chứ tôi bất lực hỏi một câu thành tiếng, đáp lại tôi là tiếng của Vũ. Con gà nhỏ. Anh đã tỉnh, hơn nữa nhìn trong mắt rất sáng của anh, tôi biết rằng anh đã nhớ lại tất cả. Đúng, anh đã nhớ lại tất cả. Giọng Vũ khàn khàn nghe đến thương. Anh xin lỗi. Tại sao lại giấu em? Mọi người đều nói rằng anh yêu thương. Anh đợi cô ấy rất lâu rồi. Trong nhà anh giữ tấm ảnh của một người con gái cũng rất lâu. Em vốn dĩ tưởng, tưởng rằng mình chỉ là thế thân cho kẻ khác. Cho nên đó chính là lý do em bỏ lại anh ở thành phố này để lên một châu sao? Tôi gật đầu thừa nhận, anh mím môi đau xót. Xin lỗi em, anh ngu dốt quá. Từ trước đến nay anh chỉ chờ đợi của mình em thôi. Anh đã đào hộp thư của chúng ta ở dưới góc phượng lên, đọc kỹ từng chữ một. Những lời động viên của em là thứ duy nhất khiến cho anh thấy gắn gượng đến bây giờ. Anh đi khắp nơi để tìm em Đến khi tìm được Thì lại tham lam thuê một căn hộ gần nhà cô chú Để có thể dõi theo em Vào cuối tuần Thế tại sao anh không nói với em chứ Có gì cần phải giấu giếm ở đây sao Rồi tại sao Anh lại bỏ đi không một lời từ biệt Bởi vì Anh ngập ngừng Hôm ấy tạm biệt em Mẹ anh lén về làng Bà và anh vẫn thường gặp nhau riêng tư Không dám cho bố biết nhưng mà hôm ấy ông ta phát hiện ông ta cầm dao muốn đâm chết mẹ con anh vũ nhắc đến bóng ma tuổi thơ ấu với một thái độ rất bình tĩnh như thể anh là người ngoài câu chuyện nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng lúc anh ấy sợ hãi nhất người bố của anh quá cầm thú chỉ suýt chút nữa là ông ta đã bóp chết con trai của mình vì nam để bảo vệ con lần đầu tiên mẹ anh phản kháng để bảo vệ anh bà lấy cái ghế gỗ đập vào đầu ông ta. Gã đàn ông mang đầy men rượu gục xuống rồi ra đi. Ông ta chết là đáng, nhưng mẹ anh lại phạm tội giết người. Bà ôm lấy anh khóc nức nở. Hai mẹ con không thể ở lại làng được nữa, cũng không thể nói với bất cứ ai. Anh không muốn cuộc đời bà phải dành thời gian trong ngục tù và sự phán xét của người đời. Vì bà cũng là nạn nhân mà thôi. Cho nên anh đã thay đổi cả tên họ, giấu cả bố con em. Đúng thế, anh không ngờ khi mình trở lại em cũng rời đi mất. Chúng ta đều rời khỏi làng quê nghèo lên thành phố lớn. Nhưng mà chúng ta đã lạc mất nhau. Anh cũng không biết rằng em đã phải trải qua nhiều khó khăn như thế. Tôi bó gối, buồn bã. Em cũng không biết anh đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. So với những khó khăn của anh, chút dưỡng mắt của em chẳng đáng kể. Em đừng nói như thế, anh rất đau lòng. Vũ ngượng ngùng đặt tay lên vai tôi. Anh mới phải xin lỗi vì đã quên đi mất em, xin lỗi vì đồng ý kết hôn với người khác ngay trước mặt em. Anh thực sự là kẻ tồi đáng bị nguyền rủa. Đừng, anh đừng nói nữa. Tôi lấy tay che miệng Vũ để ngăn anh tiếp tục. Đó không phải là lỗi của anh, là ông trời thử thách chúng ta. Vũ nhìn tôi rất sâu. Người con gái ở trong nhà anh hôm đó là em có phải không anh chỉ ám chỉ như vậy thôi nhưng tôi vẫn đoán được đêm đó là đêm nào Tài tôi đỏ ửng cả lên im lặng gật đầu anh đồn lấy tôi thường xót sau đó chợt tức giận vậy mà suýt chút nữa anh đã bị lừa cả đời anh tự nhận mình thông minh nhưng vẫn bị một người phụ nữ lừa gạt ý anh nói là sao chứ vũ kiên nhẫn kể lại chuyện xảy ra hôm đó cho tôi Chuyện là đêm hôm đó anh đi dạo, không biết tại sao lại chợt dừng chân trước căn nhà đối diện tìm cơm của nhà tôi. Thấy cửa không khóa, anh bước vào, tò mò nhấp một ngụm rượu đã đặt trên bàn. Anh không uống được rượu, vừa uống hai chén đã say mềm. Mặc dù đã quên, nhưng mà em luôn làm cho anh rung động. Vũ thừa nhận, hôm ấy chúng tôi đã có một đêm khó quên. Sáng hôm sau anh tính lại thì tôi đã biến mất không còn bất cứ dấu vết nào cả, chỉ để lại anh và Thư trên giường. Kể từ khi anh gặp tai nạn, ngày nào Thư cũng đến chăm sóc, nhưng mà anh không thích cô gái này chút nào cả, hơn nữa còn hơi ghét bỏ. Xong lúc ấy, anh nghĩ mình đã phạm phái chuyện tài đình, không còn cách nào khác, đành phải chịu trách nhiệm. tôi nói rằng đây là căn nhà mà hai người từng hẹn họ riêng tư. Anh tìm thấy một vài dòng chữ khác ở trên bàn, tìm đào đến nhói cả lên, anh nghĩ có lẽ mình đã yêu một cô gái ở đây thật nhưng mà lỡ quên đi mất lúc ấy hình ảnh của em và đêm hôm trước lại ập đến làm cho anh ngộ nhận kết thúc câu chuyện vũ run rẩy ôm lấy tôi may mắn đã nhớ ra tất cả từ trước đến nay anh với thư không hề có quan hệ gì cả cô ấy chỉ là con nuôi của mẹ anh anh đối tốt với thư bởi vì cô ấy có ơn cứu mẹ anh một lần ngoài ra chẳng còn gì khác cả kể cả đứa con trong bụng của thư cũng không liên quan đến anh Bởi vì anh chưa từng động vào cô ta Em có tin anh không? Anh nói rất chân thành Sự da diết xen lẫn cảm xúc lo âu Tôi vỗ lưng người đàn ông Như đàn dỗ lưng một đứa trẻ Em tin anh Bởi vì em nông cạn và thiếu suy nghĩ Nên chúng ta đã có nhiều hiểu lầm như thế Sau này bất kể anh nói điều gì Em cũng tin hết Chúng tôi cứ nói chuyện như thế Mãi cho đến buổi trưa sau cơn mưa trời lại sáng Bảo tàng để lại một ngày xinh đẹp Đối với núi rừng Anh lấy một tờ giấy A4 Và bút chì ra Bác ghế ở ngoài sân Chầm chú vẽ tranh Thời gian cứ chậm rãi trôi qua Liệu chúng tôi có nắm tay nhau Đến trọn đời được hay không Tôi không chắc Nhưng giờ phút này khắc thật sâu trong đầu tôi Và cực kỳ quý giá Tôi bắt nồi cơm xong Dậy tay nói với anh Đồ ngốc kia Mau rửa tay vào ăn cơm đi Anh ấy một tiếng đáp Đây rồi, cho anh một xíu Anh sắp vẽ xong rồi Chúng tôi xuống núi ngay sau khi ăn cơm xong Mặc dù tôi đã báo bình an cho Bình từ sáng sớm Nhưng thấy tôi, anh vẫn giận dỗi không buồn nói chuyện Thật tình thì nhìn mặt anh Chẳng có tí cảm ơn nào cả Mà giận dỗi là chính Anh còn ghiêm chuyện xin số điện thoại mấy tháng trước Hơn nữa, hôm anh và Thư lên đây, tôi còn nói mình sắp kết hôn với Bình. Người đàn ông này tính quá trẻ con. Nói thế thôi chứ Vũ cũng là người hiểu chuyện. Anh thương tôi nhiều hơn là giận dỗi ghen tuồn vô cớ, nên bắt chuyện với anh Bình rất nhanh. Anh Bình giống như một người anh trai tiễn em gái đi lấy chồng. Cứ giữ dứ, nắm đắm về phía Vũ. Không có lần sau, nếu lần sau em gái tôi còn bị bắt nạt, Tôi sẽ treo cậu lên mà tấu năm ngày năm đêm. Tôi đứng bên cạnh mà cười ngất khi thấy hai người nói chuyện với nhau. Công cuộc bị ăn đắm của Vũ vẫn không kết thúc và càng nguy hiểm hơn khi chúng tôi về đến Hà Nội. Bố mẹ về nhà trước tôi nên ông bà nghe được tin tức Vũ kết hôn chán chê rồi chúng tôi mới đủng đỉnh về. Khi thấy anh ấy, mắt bố tôi hiếp lên như một đường kẻ thẳng. Ông hét Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu vừa mới kết hôn hôm qua sao? Cháu... Sao? Muốn bắt cá hai tay hả? Chó má thật chứ! Có tin tôi cho cậu như xưa bây giờ không hả? Tôi vội vàng buông bé bông đang rút vào lòng mẹ ra. Để đỡ lấy cái chuỗi trong tay ông, ngay cả mẹ tôi cùng xích xoa. Thôi được rồi, từ từ nghe tụi nhỏ nói xem, ông làm gì mà cứ sồn sồn lên như phổi bò thế? Mãi tôi mới có thể thuyết phục được bố Sau khi kể hết cho bố nghe Biết được tin vũ bởi vì cứu con gái Mà bị thương trên núi Rồi xảy ra tai nạn Trên đường đến cứu tôi Mắt ông hơi ương ước Thế bà cứ giấu bố Con gái lớn rồi Đủ lòng đủ cánh Nên cái gì cũng giấu cả Con có biết làm như thế bố đau lòng như thế nào không hả Chuyện đã qua rồi mà bố Bây giờ con vẫn khỏe mạnh Đứng đây còn gì Ông hừ một tiếng với Vũ Tôi tạm tha cho anh đấy Ngày xưa Ai cũng sợ ông già này cả Vũ đáp Dạ con biết rồi Con cảm ơn bố đã giao chi cho con Con sẽ dành hết quãng đời còn lại Để yêu thương Chăm sóc cô ấy Cậu thì biết cái quái gì chứ Ngày xưa tôi sách giao Rượt thằng cha làng bên Con trai nó dám đánh con gái tôi Tôi bật cười khúc khích khuếch dài vũ từ hồi nhỏ vũ là một người ưa nịnh nọt tôi thầm than chúng tôi đều thống nhất với nhau sẽ không nói chuyện anh là cậu nhóc quân cho bố mẹ nghe vì chuyện này có liên quan đến rất nhiều người nhiều sự việc đã từ xa xưa thời gian trôi qua quá lâu có những thứ không cần thiết phải lật lại nữa hôm ấy vũ bị bố tôi xách tay ra chợ để mua gà rồi vào bếp nấu cơm chẳng có gì làm khó được anh cả đây là người khó tính như bố tôi cũng phải thẳng lưỡi khen ngợi. chi bằng có làm luật sư nữa, về mở quán cơm với tôi đi, biết đâu còn có thành tựu lớn hơn tôi đấy. Con cũng định như thế đây, bây giờ nghề luật sư, cạnh tranh cũng ghê lắm. Anh cười khì khì đáp lại bố tôi. Làm cơm xong, bố tôi còn cố ý làm khó bằng cách để anh phải dọn bàn một mình. Tôi mấy lần muốn làm đỡ mà toàn bị lườm cho sợ ruột về chỉ có cái bông là gan dạ nó đi ra chàng bác để lấy bác giúp vũ bố bố đủ bác chưa anh ngạc nhiên nhìn con bé em em không có dạy con bé tôi chột dạ quay đi hình như tôi không dạy bông thật nhưng mà có mấy lần tôi hỏi con bé rằng có muốn chú vũ làm bố không con bé toàn gật đầu nói có thì ra nó vẫn để trong lòng Bây giờ nhìn thấy anh là ngoan ngoãn gọi bố Vũ không để ý tôi có dậy hay không Trong anh vui như chảy hụi Con gọi một tiếng cho bố nghe đi Bố, bố Bồng không ngừng lặp lại Sau mỗi tiếng bố của nó Mặt Vũ lại càng sáng hơn Mầm cơm đã dọn xong Vũ đỡ tôi ngồi vào bàn Ân cần gấp cho tôi một miếng thịt gà Anh làm không khéo tay Gà vẫn còn mùi hơi tanh Tôi là người kén ăn, chỉ cần vừa ngồi xuống đã nhận ra ngay. Bình thường thì dị tanh này không nghiêm trọng, nhưng mà đối với người bùng dạ đang khó chịu lại là chuyện khác. Tôi nghiêng người sang một bên, chạy ào vào trong nhà tắm, rồi ôm ngực, nồm thóc, nồm tháo. Vũ hốt hoảng chạy theo, đấm lưng cho tôi. Sao thế? Có phải ăn cái gì lạ vào buổi sáng không? Để anh đưa em đi diện nhé. Không cần đâu anh, không cần phải đi diện đâu, Tôi lấy khăn mùi xoa, lau miệng đáp. Không thể chủ quan được đâu, em đừng có ương bướng quá. Đi, mặc quần áo vào anh đưa em đi khám. Mặt tôi đỏ bừng lên bởi vì xấu hổ. Không phải nhanh nghĩ đâu. Thực ra... Thực ra... Thực ra là sao chứ? Mặt tôi càng đỏ như trái cà chua chín mọng Tôi kiển chân thủ thị bốn chữ vào tai anh. Người đàn ông như bị ngẩn ngãn. Thất thần bảo tôi nói lại Tôi đành déo tay anh nói to hơn Biểu cảm của Vũ khi ấy cực kỳ đáng yêu Vừa ngạc nhiên, ngỡ ngàng Vừa thấp thỏm vui mừng Vừa buồn bã và tự trách Cho nên hôm gặp em ở trên Mộc Châu Lúc ấy em đã biết mình có em bé Tôi biết anh đang nghĩ gì Bèn vỗ vỗ dài an ngủi Mấy chuyện buồn đó đã qua cả rồi Bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau đó thôi Anh đừng tự trách nữa Em sẽ đau lòng lắm trong suốt một ngày trời chúng tôi ở bên nhau điện thoại của vũ gần như bị gọi đến cháy máy tôi tò mò nhìn sang thì anh bảo là người nhà của thư vừa gọi đến họ làm cho anh chán ghét không muốn tiếp chuyện anh đã nói rất rõ với thư tụi anh không hợp anh không hề yêu cô ấy và sẵn sàng bồi thường những tổn thất mà cô ấy phải chịu nhưng họ vẫn cứ làm phiền trong mắt người khác thì anh là người có lỗi gia đình họ làm như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi Họ phải biết rằng anh đang giữ thể diện cho con gái họ chứ Ngay từ khi anh tỉnh dậy Thư lúc nào cũng mập mờ lừa dối anh vẽ ra những chuyện không bao giờ xảy ra Anh cũng biết cô ấy giả mang thai Mới quyết định từ hôn Con gái họ là nạn nhân Lẽ nào anh là kẻ phạm tội sao Huống hồ Vũ dắt tay tôi bảo Ngày mai Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh Anh phải nói cho rõ ràng Để em không phải chịu bất cứ điều tiếng gì nữa dù cho thư đã từng cứu mẹ anh thì sao chứ bao năm qua che chở mẹ và anh đã đủ để trả ơn cô ta không nên dựa vào chút ơn nghĩa ấy để làm tổn thương người anh yêu em chỉ sợ rằng gì không tin khi em rời khỏi công ty bà ấy chán ghét em lắm tôi bối rối đây là do mẹ nghĩ em lừa gạt mình thôi với cả không biết thư đã làm những gì bà là người rất tỉnh táo lúc giận thì nhất thời sau này bà sẽ tự suy nghĩ Để biết ai đúng ai sai Nghe lời Vũ Hôm ấy chúng tôi đến thăm nhà dì Nam Bà đang ôm bé Vinh trong lòng Thấy tôi thì thằng bé xa vào lòng Cứ rít rít hỏi Dạo này đã đi đâu Vũ bảo May mà có thằng bé Thằng bé đột nhiên nhắc tới em Hỏi tại sao cô Chi không đi cùng với bố nữa Lúc bấy giờ anh mới biết Tất cả mọi người đều đang giấu kín anh Về sự tồn tại của em Tôi xoa đầu Vinh Càng yêu thương thằng nhỏ hơn gấp bụi Vũ đã kể thân thế của Vinh cho tôi nghe Mấy năm trước Anh tiếp nhận một vụ kiện lần đầu tiên Liên quan đến cưỡng dâm Cô gái trẻ bị xâm hại Khi đó mới có 16 tuổi Đã tự tử ngay khi tòa tiên án Đối với kẻ phạm tội Vì không chịu nổi dư luận Là người khuyên cô bé kia dũng cảm ra tòa Chẳng khác nào bức chết con bé Vũ hối hận suốt một thời gian dài cho nên anh mới tìm đến bà ngoại của vinh để làm thủ tục nhận con nuôi bà ngoại chán ghét cháu mình vì mặt thằng bé làm bà nhớ đến cái chết của con gái nên đồng ý từ đó không còn gặp lại nữa từ lâu anh đã sợ em hiểu lầm nên anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần vinh chỉ là con nuôi của anh thôi thân thế của thằng bé anh chưa nói cho bất cứ ai trừ mẹ anh cũng chỉ biết rằng anh bỗng ôm một đứa trẻ về nhà nuôi nấng nó đến tận bây giờ thôi không biết vũ đã nói gì với dì nam nhìn thấy tôi bà đã ái ngại đánh mắt đi chỗ khác sau đó bà bảo tôi ngồi xuống đồng thời nhìn ngó khắp người tôi thời gian qua chịu khổ rồi con gầy đi nhiều quá có ăn được gì không dì dặn người làm cơm nhé dì xin lỗi bởi vì tôi không thể trách một người lớn tuổi hơn mình hơn nữa bà còn là người che chở cho tôi khi mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường làm việc mới, và thực tế từ trước đến nay tôi cũng chưa từng trách bà bao giờ cả. Dì đừng nói như thế, cháu hiểu cảm giác của dì, cũng không trách gì đâu. Dì đã bảo bọc, che chở và hướng dẫn cháu rất nhiều, cho dù cháu không phải người thân quen gì cả. Sao lại không thân quen chứ? Con là con dâu của ta, ở cái nhà này con dâu mới thân thiết nhất còn con trai sao con cứ liệu hồn đấy cứ thử đối xử với vợ không tốt xem ta xử con thế nào được công nhận như thế tôi hơi xúc động hình như ở trên tivi người ta hay nói về những cặp mẹ chồng nàng dâu suốt ngày kèn cựa khó chịu với nhau nên rất ít người nghĩ rằng dù mẹ chồng hay nàng dâu cũng chỉ là những người phụ nữ họ vẫn có thể thấu hiểu cho nhau và thân thiết như máu mủ ruột thịt tôi nhìn ra điều như thế trong ánh mắt của dì Nam. Giờ mà còn gọi gì nữa, gọi mẹ đi, mẹ Nam. Từ nay trở đi, mẹ sẽ là mẹ của con, ai bắt nạt con, cứ ở đấy mà xem bà già này làm cái gì. Mà mấy đứa định bao giờ sẽ đám cưới? Bà cho mày hỏi, thực ra vấn đề này tôi vẫn chưa suy xét kỹ, bây giờ tôi đã có thai, để một thời gian nữa thì đứa trẻ sẽ ngày một phát triển. Chạy quá nhiều thủ tục ngày cưới Chỉ sợ tôi không chịu đựng được Mẹ chồng cũng hiểu được nỗi lo của tôi Bà mạnh mẽ nói Quan trọng là các con thôi Chứ chẳng liên quan gì đến ánh mắt người đời cả Còn Thư Khi giọng cô ta đừng có không quá xấu hổ Mà xuất hiện trước mặt mẹ nữa Anh đã trả lại cho tôi tất cả Những gì mà tôi phải gánh chịu Chẳng trách hôm ấy đến gặp Vũ Cô ấy khóc nấc lên anh, anh tàn nhẫn quá Tôi ít nhất từng cứu mẹ anh Anh quên rồi sao Vũ đụng đỉnh đáp Nếu không phải cô cứu mẹ tôi Thì cô đã phải hứng chịu gấp 10 lần kia Cho nên đừng có tìm đến mẹ tôi nữa Nhưng mà tôi yêu anh Anh không gì thấy sao Bởi vì yêu anh tôi mới làm nhiều thứ như vậy Tôi chờ đợi anh rất nhiều năm Còn không bằng cô ta mới xuất hiện có vài ngày Tôi không cam lòng Cô yêu tôi lúc tài hoa và rực rỡ nhất. Nhưng mà cô ấy biến một tên lưu manh, liều mạng và đê tiện trở thành tôi ngày hôm nay. Cô sẽ không thể thích người như tôi, của 13 năm trước. Nhưng mà cô ấy từng sự ấm tôi khi tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi khinh bỉ. Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, cho dù không có chi đi chăng nữa. Anh tàn nhẫn quá. Thư bưng mặt đầy nước mắt mà chạy biến đi. Tôi chỉ thấy cô ta thương hại không hề đồng cảm một chút nào cả. Cuối mùa đông năm ấy, chúng tôi kết hôn. Đây là lần tiến vào lễ đường thứ hai của tôi. Bạn bè của tôi giảm vũ cũng chẳng có nhiều, nhưng bà con chồng xóm của bố tôi rất đông. Ai bảo bố tôi là bếp trưởng, phụ trách cái vụ đãi tiệc cho khách tham dự đám cưới chứ. Ngoài đoàn phù dâu, phù rể, như những đám cưới thông thường, mẹ chồng tôi còn đề xuất để bông dạ vinh cầm đầu hai đám con nít dẫn đường cho cô dâu chú rể Tuổi nhỏ phấn khích vô cùng cứ tiêu tích cả đêm lẫn ngày khi nhận được nhiệm vụ bố tôi không dắt tôi đến trao cho chú rể như lần trước mà vũ vào tận phòng để đón tôi anh dắt tôi đi qua bàn thờ gia tiên chúng tôi quỳ xuống thắp nén hương cho ông bà và tổ tiên anh nói rất ít như bạn tính vốn có nhưng mà câu nào cũng cực kỳ chân thành anh không nói bố tôi vào con gái của mình Mà muốn hòa nhập với cuộc sống vốn có của tôi Từ trước đến nay Tôi chưa nghe bất cứ người đàn ông nào Thề nguyện như thế cả Anh là người đầu tiên Là người làm cho tôi hạnh phúc nhất Bố tôi cũng rơm rớm nước mắt Chỉ dỗ dai con rể Lặp đi lặp lại mấy chữ Ừ, thế là tốt quá rồi Sau khi kết hôn Chúng tôi không dễ sống với mẹ Vũ Và chú Âu mà trở về căn hộ đối diện tìm cơm mọi thứ đã được vũ đặt về vị trí vốn có anh còn đặt làm rất nhiều thứ cho tôi vũ đi cho tôi xem lọ ước nguyện mà tôi chôn dưới gốc cây hầu hết các tờ giấy đã nhòe nhưng vẫn giữ được nguyên dạng anh lại cho tôi xem những bức ảnh mà anh lén chụp chắc chắn đây là những bức ảnh mà vinh đã nói và cô gái trong ảnh chắc chắn là tôi chứ không phải thưa Tôi dùi đầu vào ngực anh Em xin lỗi Nếu như em dũng cảm hơn Chúng ta đã không xa nhau đến như thế Vũ đáp Em đừng Nếu nhanh cho em cảm giác an toàn hơn Em đã chẳng phải Lo được lo mất như thế Anh mới là người phải xin lỗi Vũ đặt tôi lên bàn Rồi bắt đầu hôn mãnh liệt Tôi phải bám chặt vào thành bàn Mới có thể đứng dưỡng Lúc này tôi lại chạm những chữ do chính tay mình viết ra rốt cuộc anh đang ở đâu em nhận ra em đã thích anh mất rồi có phải đã quá muộn rồi không em xin lỗi rất nhiều may mà không có gì quá muộn khi chúng tôi đều chờ đợi và khắc cốt ghi tầm đối phương vào trong trái tim mình tôi chỉ kịp nghĩ được như thế trước khi vụ áp tôi lên giường mười đầu ngón tay của chúng tôi nắm chặt và đang vào nhau suối tóc xõa trên gối của tôi bị anh hôn lên mang theo sự ngứa ngáy khó tả. Tôi ruồn lên bần bật dưới sự treo chọc của người mình yêu. Đêm nay, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo và hoàn toàn thuộc về nhau. Cơn sóng đánh vào trong lòng tôi, dạt dào, dạt dào mãi, ngần lên những khúc ca hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Vượt sâu hôn nhân được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyền này của tác giả. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyền mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh độc truyền Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.